Hôm nay trở lại với âm thanh ánh sáng Tâm Thảo thì mình có một đơn hàng gửi đi xa, đó là gửi về Lâm Đồng. Thì đây là một cái bộ cấu hình Array. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái dòng Array mới và mẫu mới bên mình. Thì ở đây là 6 quả Array 40. Đây là đồng bộ từ neo hết nha các bạn. Và bên dưới là hai quả súp đôi dùng củ bách từ 208 của 125. Và nó có hai cái đế này, và kèm theo một cặp loa monitor 40. Đây cũng là dòng loa neo hết nha các bạn. Đó, đều là hàng chuẩn. Đây là một cấu hình lý tưởng để cho anh em có thể đi làm show sự kiện đám cưới, dao động từ 500 đến 700 khách là vô tư. Rồi, về thiết bị máy này cũng là một bàn mixer CMF 1000. Đó, một quản lý nguồn, một bộ mi của hãng Biri Suri 610, một con xử lý BA260, hai con đẩy, một con 4 kênh của hãng Biri Suri luôn, và một con MX12000 chuyên súp. Đó, gồm có một cái tủ máy 16U Trung Quốc. Khi chúng ta mở nắp nó có cái bàn luôn ha. Bây giờ mình sẽ test cái chất âm trước khi mình đóng hàng, gửi hàng đi. Giờ mình không trực tiếp vào tận nơi cho nên mình sẽ quay ở đây và set toàn bộ hệ thống âm thanh cho khách thôi và hướng dẫn sử dụng. Bây giờ mời anh em cùng các bạn theo dõi. Như thế nào, xin mời anh em cùng theo dõi nhé. Buồn hôm nay đầy trên thuyền ta, con đất trời biển rộng bao la. Hãy dành nơi xa lá đổ hoa, chào đầu xuân về với mỗi nhà. Hãy đừng có hồ chí đi quên ta, ta thích em thiêng anh hùng ca. Hãy cùng ca là năm sáng trôi dài cách muôn đời. Thầy có một chi tình năm nay, mùa xuân về dần bóng cờ bay. Đưa đôi tay trong lòng sông bên nghe, chờ khi đông chờ vui bên thầy. Mùa xuân như vậy thì vừa rồi mình cũng đã test qua chất âm của cái bộ Array về sự kiện này. Thì anh em cũng đã nghe qua chất âm của tiếng nhạc, tiếng súp, và mình cũng có ca một ca khúc để các bạn nghe về chất âm của dòng Array này như thế nào. Anh em có nhu cầu lắp đặt những cái bộ karaoke lưu động hoặc là những bộ sự kiện gia đình thì anh em hãy gọi trực tiếp qua hai số điện thoại mình có đăng. Và anh em nếu
yêu mến, thì xin đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để xem những video tiếp theo. Chúc các bạn sau những ngày lễ thật nhiều niềm vui và nhiều thành công, vui vẻ trong cuộc sống. Xin chào, hẹn các bạn những video lần sau.